Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách kích hoạt cái thẻ Mastercard mà ví điện tử Bayonia cấp cho chúng ta. Thì sau khi các bạn đã đăng ký cái tài khoản trên Bayonia thì các bạn sẽ được Bayonia gửi tặng cho bạn một cái thẻ Mastercard. Thì cái thẻ này nó có cái tính năng như thế nào? Nó cũng là một cái thẻ Mastercard thông thường và chúng ta có thể sử dụng nó để rút tiền từ các ATM hoặc là cà thẻ trong cái việc giao dịch mua bán hàng hóa chẳng hạn. Thì khi mà các cái hoạt động kinh doanh của chúng ta từ các cái trang mạng được các cái đối tác trả tiền cho hoa hồng chúng ta thông qua cái thẻ Bayonia thì từ đó chúng ta có thể lấy tiêu dùng được. Thì trước tiên để sử dụng được cái thẻ này chúng ta phải kích hoạt. Chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên là đăng nhập vào trong cái tài khoản Bayonia. Chúng ta nhập địa chỉ email, chúng ta nhập password đăng nhập vào Bayonia. Sau đó chúng ta chọn login. Vào bên trong cái giao diện quản lý thì chúng ta sẽ chọn vào cái chữ Active để chúng ta thực hiện cái việc kích hoạt thẻ Mastercard của chúng ta. Thẻ Bayonia gửi cho chúng ta chỉ thực hiện được sử dụng được khi sau khi chúng ta active. Chúng ta chọn active thì lúc này nó sẽ hiển thị lên cái bộ phận active là chúng ta phải nhập 16 16 số mặt trước của thẻ. Chúng ta thấy là ở phía trước chúng ta có 16 số, chúng ta nhập vào đây. Tiếp theo đó là chúng ta nhập mã số pin gồm 4 số mà chúng ta lựa chọn để khi mà chúng ta đăng nhập vào cái ATM chúng ta có thể nhập vào và chúng ta thực hiện việc rút tiền. Chúng ta nhập lại lần nữa 4 mã số pin giống như trên. Sau đó chúng ta chọn AT. Xin lỗi, chúng ta phải chọn thêm là Agree Cookie Policy, tức là phải chọn vào tính năng lưu cái cookie của nó mới được. Chúng ta đồng chọn vậy thì mới kích hoạt thành công. Sau khi chúng ta đã thực hiện kích hoạt xong thì chúng ta sẽ vào cái giao diện. Thì ở đây nó có một cái mail có tin nhắn gửi cho chúng ta. Chúng ta chọn vào tin nhắn chúng ta xem. Chúng ta có thể xem nội dung tin nhắn này. Ở đây thì nó nói rằng là cái thẻ chúng ta đã được kích hoạt xong. Tiếp theo đó là chúng ta có thể vào đây địa chỉ email của mình để chúng ta kiểm tra. Nó cũng đã sẽ gửi một cái email là chúc mừng chúng ta đã thực hiện kích hoạt thành công cái thẻ của chúng ta. Rồi chúng ta vào địa chỉ email mà chúng ta thấy cái email của Bayonia gửi chúng ta. Đây cái email này nó nói rằng là chúng ta đã được kích hoạt thành công, thẻ đã được kích hoạt thành công. Đó, thì đây cái email nó đã gửi chúng ta, nó báo rằng là thẻ này đã kích hoạt xong rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể thực hiện được cái việc mang thẻ và sử dụng. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào các bạn.